Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Top Sao Hàn. Và ngày hôm nay 22 tháng 7, hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức thú vị nhé. Blackpink là nhóm nhạc nữ K-pop đình đám nhất hiện nay. Tuy nhiên, các cô nàng cũng là nhóm tạo ra nhiều tranh cãi về sự đầu tư không đều từ công ty. Điều này dẫn đến trường hợp thành viên này nổi bật hơn hẳn thành viên khác khi xuất hiện. Thời gian mới ra mắt thì Jennie thường xuyên gây tranh cãi bởi vì mỗi lần cô nàng xuất hiện đều có điểm nổi bật hơn các thành viên khác về trang phục hoặc lối trang điểm. Mới đây thì chuyên viên trang điểm của Blackpink đã có những chia sẻ về lần thực hiện MV How Like That và nhiệm vụ của cô là phải làm cho nhóm nhạc này xinh đẹp đồng đều. Ở mỗi phân cảnh riêng thì bốn cô nàng sẽ được trang điểm lộng lẫy nhất để thể hiện được điểm nhấn trong phân cảnh của mình, tạo nên một MV hoàn hảo. Tuy nhiên, ở những cảnh chung, chuyên viên cho biết phải làm sao để cả bốn có thể nổi bật đồng đều, không ai lấn át ai. So với các thành viên còn lại thì trang phục của Jennie có phần hương phấn và mang lại cảm giác đáng yêu hơn. Tôi đã nhận được vài ý kiến giảm bớt cảm giác đó lại, khiến cô ấy đừng quá xinh đẹp hay quá nổi bật. Vì thế, tôi đã make up cho cô ấy theo hướng đơn giản và thanh lịch. Chia sẻ này đồng nghĩa với việc người trang điểm phải làm sao để dìm bớt sự xinh đẹp của Jennie, khiến cô nàng đừng quá nổi bật. Nguyên nhân xuất phát từ việc này có thể fan Blackpink đều hiểu rõ. Nhóm người hâm mộ chỉ thích một thành viên trong nhóm và ghét những người còn lại của nhóm nhạc nữ này rất đông. Mỗi lần bốn cô gái xuất hiện là sự so sánh về trang phục, tiểu tiết phụ kiện cũng được nhắc đến. Ai nổi bật hơn sẽ nhận nhiều sự chỉ trích. Jennie đảm nhận vị trí quan trọng trong nhóm, vì thế cô được stylist ưu ái cho những trang phục nổi bật là điều đương nhiên. Chính vì thế, để cân bằng lại đội hình, buộc lòng những make up phải chọn những layout trang điểm không quá nổi bật để ngang bằng với các thành viên còn lại. Và đó cũng là lý do vì sao fan hay phàn nàn về việc cô nàng luôn make up nhợt nhạt lên sân khấu. Và thông qua sự chia sẻ này, người hâm mộ có thể hiểu hơn về cách trang điểm hoặc lựa chọn trang phục cho Blackpink là khó như thế nào. Ai cũng có thể trở thành người đẹp và nổi bật, nhưng làm thế nào để dung hòa sự nổi bật đó thành một thể thống nhất mới là khó. Trước thêm comeback chính thức thì Somi đã tung teaser MV thứ 3 cho What You Waiting For. Chỉ vỏn vẹn 35 giây nhưng có thể thấy sự đầu tư của The Black Label, công ty chủ quản của Somi dành cho gà cưng. Mở đầu teaser là màu xanh của biển, các fan không khỏi suy đoán màu sắc của MV sẽ đậm chất mùa hè và mang hơi hướng US-UK. Bên cạnh đó thì teaser MV thứ 2 của What You Waiting For cũng chính thức đạt top 1 trending YouTube toàn cầu với hơn 2 triệu lượt xem. Dù đã một năm không có hoạt động kể từ bài hát solo debut Birthday, nhưng với những gì đạt được chỉ với teaser MV, có thể thấy cái tên Somi chưa bao giờ ngừng hot và sự trông đợi rất lớn từ cộng đồng mạng với lần trở lại này. Không chỉ dừng lại đó thì mới đây The Black Label còn thông báo tin mừng với fan hâm mộ rằng Somi chính thức tiếp bước Blackpink, ký hợp đồng với công ty con Intergroup Records đang quản lý Blackpink hiện tại thị trường châu Âu. Công ty sẽ hỗ trợ Somi toàn bộ thị trường âm nhạc trên toàn thế giới bên ngoài khu vực châu Á, xuất thân từ vị trí center của IOI cùng với những thành tựu đạt được với Birthday và bây giờ là sự hậu thuẫn từ công ty nổi tiếng toàn cầu Universal Music Group. Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ vào sự thành công trong con đường mỹ tiến của Somi. Các fan hâm mộ cũng hy vọng rằng sẽ sớm có màn kết hợp giữa Somi và Blackpink. Và cũng vào ngày hôm qua thì Somi lại tiếp tục nhà hàng cho fan hâm mộ một đoạn nhạc nghe trước của What You Waiting For trên TikTok. Với giai điệu bắt tai và cực trendy dự báo sẽ là một cú hit lớn, các fan hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra đây là đoạn giai điệu đã được Somi thể hiện trong V-Live kỷ niệm 1 năm ra mắt. The Black Label cứ thả thính nhạc do thế này khiến fan không khỏi sốt ruột mong chờ được chiêm ngưỡng MV chính thức ra lò hơn bao giờ hết. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ Somi và đón chờ MV chính thức vào lúc 6 giờ ngày hôm nay nhé! Chuyển sang một thông tin khác. Vào ngày hôm nay thì loạt ảnh tạp chí mới của Rose Blackpink đã được tung ra và ngay lập tức khiến người hâm mộ lịm tim vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô nàng. Trong loạt ảnh thì đóa hồng của Blackpink thể hiện trọn vẹn sắc vóc và thần thái không đùa được, với mái tóc tím khói đẹp ma mị, gương mặt không một góc chết cùng biểu cảm cuốn hút như người mẫu chuyên nghiệp. Đặc biệt thì giọng ca chính của Hắc Hương còn khoe khéo được vóc dáng mình hạc sương mai cùng vòng eo con kiến chứ danh. Vòng eo 48cm là đặc điểm nổi bật nhất của nữ idol, là chủ đề hot trên mạng xã hội từ vài năm qua và là ước ao của nhiều cô gái. Từ trước đến nay thì Rose luôn nổi tiếng là một trong những idol K-pop có body đẹp nhất, sở hữu vóc dáng mảnh khảnh một cách tự nhiên, không hề tạo cảm giác da bọc xương. Rose còn cực nổi danh với đôi chân dài và đặc biệt là vòng eo con kiến 0% mỡ thừa, chỉ 48cm. Nhờ vòng eo này, Rose dễ dàng cân mọi loại trang phục từ trên sân khấu cho tới đời thường. Chúng mình
Mình là Top Sahan và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.